Trời đất ơi, chưa thấy mặt mà nghe tiếng à. Gái đứa là mất nết quá. Mẹ này ngộ quá à. Mẹ nó bụng mày có la không? Mẹ phải la để cho nó đỡ đói chứ. Không có trả teo nha bà. Cơm chín rồi nè, để chị bớt cơm cho em ăn nha. Công mời gì? Ừ. Không dễ cá sao tôi ăn? Muốn tôi mắc xương cho chết đúng không? Đừng em... có mơ với tưởng. Em chờ chị một chút. Thiệt tình bây giờ tôi mới hiểu luôn á. Tại sao mà cả cái làng này nè, nói con Nghiêu với con Hến là hai chị em mà không có giống nhau. Tôi thì thông minh, xinh đẹp, lanh lợi, còn chị làm cái gì cũng crê crê crê, bất mệt hả? Ê Hến Hến, bây giờ sao tao thấy mày ngu ghê vậy hết? Nói một câu thiệt là ngu thiệt á, tối nghĩa à. Bây giờ tao hỏi mày nè, mẹ nó với mẹ mày khác nhau ha? Nó giống mẹ nó, mày giống mẹ mày, thì làm sao mà giống nhau được mà nói vậy? Nhưng mà mẹ nuôi chị từ nhỏ tới lớn thì ít nhiều gì chị cũng phải giống mẹ chứ. Bà nói xàm quá, thôi ăn đi, ăn giùm con đi bà. Thôi đợi cá. Nè Nghiêu, đợi thằng bá ra khơi về, nó đem trầu cao qua hỏi cưới mày đó. Về bển làm dâu á, làm ơn làm phước, đừng cứ để người ta chửi mày, rồi chửi luôn cả người mẹ này không biết dạy con nghe chưa. Trời ơi, sợ người ta không chửi mà người ta đuổi cổ về thì nhục mặt á. À, nếu mà có đuổi cổ á, đi đâu thì đi, đừng có trở về căn nhà này. Căn nhà đã gã rồi á thì không có chứa về nữa, hiểu không? Nè, mày tính lật cá phải không? Hả? Tao biểu mày nhẹ cá thôi, mày tính lật phải không? Tao không nói mày lật cá rồi phải không? Nè, cái chuyện lật cá nè, mày không nhớ năm xưa hả? Chị Nghêu ơi, chị dễ cá cho em ăn đi. Nghêu! Dạ. Mày mới làm gì vậy? Dạ con rẽ cá cho em ăn khỏi xương. Ý tao nói tại sao mày dám lật cá hả? Tao dạy mày hoài sao mày không nhớ vậy mày? Đồ cái thứ chết mẹ nó ngu như cái gì vậy đó. Mày có biết á, cả cái làng chài nè, ai dám lật cá ăn như mày không hả? Sao vậy mẹ? Trời ơi, kiên cử con ơi. Ở cái làng chài này á, người ta nói lật cá tức là lật thuyền đó, hiểu không? Chị nghe chưa, không đồ lật cá. Dạ, dạ thưa chị, con biết rồi. Dạy hoài. Mẹ con Hến ơi, mẹ con Hến. Gì kìa ba? Thằng Tý ra khơi chung với chồng chị, mới vừa về báo tin dữ. Ghe của chồng chị bị sóng đánh lật ướp mất xác rồi. Trời đất ơi, trời ơi. Cha mẹ, ta hỏi mày nè, mới vừa sinh ra đời thôi là mẹ đã chết rồi, vài năm sau cha cũng chết theo luôn. Hừ, tao nè, tao là phước lớn mạng lớn mới cầm cự nuôi sống tụi bay tới giờ này nè. Bởi vì cả cái làng này nè, ai cũng sợ, chỉ như là sợ sống dữ vậy đó. Người gì đâu mà suốt ngày tem tới xui xẻo cho người khác hả? Ai đâu mà dám lại gần. Cả làng có ai dám cưới đâu. Không hiểu sao thằng bá nó ngu ngu á, thì chịu cưới làm vợ. Tao mừng hết lớn mẹ. Thôi ăn đi. Cho mẹ rảnh nợ, mẹ còn không chịu nữa. Rồi rồi, rảnh rảnh. Trời đất ơi, cát không mà sao mà ăn. Dòng gió gì nè trời. Nghêu à, lấy cái cây mà chống cái cửa lại, không có gió làm ngã làm hết cả cái nhà luôn đó. Chà, dòng gió kiểu này ai ra khơi nguy hiểm lắm mà nghe. Chết. Tao nói nguy hiểm rồi chứ tao chưa có nói chết. Không có. Mẹ, anh bá chồng sắp cưới của chị Nghêu á, mấy ngày trước đi biển mà. Bà ơi, bà, xin chị đi anh bà ơi. Cô còn đến đây để làm gì nữa? Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay. Cô hại con tôi như vậy chưa đủ sao? Mẹ kế của cô vì muốn tống cổ cô ra khỏi nhà nên gả cô cho thằng con trai của tôi. Cả cái làng của cô ai cũng biết cô là đồ khắc tinh của cha mẹ, luôn mang xui xẻo đến cho người khác. Bởi vậy cho nên
mẹ kế của cô gả cô mà không đòi một đồng một cắt nào để thách cưới. Đồ cái quân gian xảo. Nếu con tôi không cưới cô thì nó đâu có thiệt mạng như vậy. Cô đi đi, đừng có tới đây mà khóc chuột từ bi. Đi, cô đi khỏi nhà cho tôi. Đi, cô đi đi. Cô đi đi. Cô à. Chứ con đâu có khùng đâu. Đương nhiên là con hỏi mẹ rồi, chứ không lẽ con đi nói chuyện mình. Hỏi trọng vậy hả? Ủa tao là mẹ mày mà, chứ tao hỏi mày mẹ tao đâu. Mẹ cứ vậy hoài, suốt ngày mắc bẻ. Tao nói thiệt á, mày nhắc tới con Nghiêu là tao bực mình à. Đúng là xui tận mạng à. Tưởng vớ được của bở, ai ngờ làm cho con trai người ta thiệt mạng. Đám cưới chưa thấy, thấy đám tang à. Chắc là bây giờ qua bên nhà bển á, bị người ta gác chỗ trà đuổi đủ tà rồi đó. Con này nó ném về là con quỷ biển á. Bả là cha mẹ con quỷ biển thì có. Mày thấy không, nó đi đến đâu là kêu người ta xui, nó đi đến đâu nó gieo tai họa tới đó. Thiệt tình, tưởng tống cổ đi được rồi, ai ngờ vác cái mặt về. Tức thiệt á. Vậy là làng bên cũng biết tiếng bả rồi, ma nào dám lấy bả nữa. Trời ơi là trời, sao mà không đi cho nó khuất mắt khuất bài tôi đi không biết nữa. Hay là bảo biểu nhấn chìm nó đi cho tôi khỏe. Trời ơi sao tôi ghét nó quá à. Mẹ ghét chắc con thương lắm luôn á mẹ. Đoạt mạng mẹ của mình,
Từ nhỏ tôi đã mang mặc cảm đó lớn lên cũng năm tháng, để rồi cái chết của cha tôi ngoài biển khơi đã làm cho tôi thêm cái tội khác cha khác mẹ. Tôi còn còn thiết sống nữa, có phải là những lời tiên đoán của ông thầy bói năm xưa đã áp đặt vào số mệnh của tôi hay không? Không. Vậy thì tôi không nên sống nữa, tôi nên chết đi. Không, cô đừng cứ làm như vậy, cô đừng cứ nghĩ dại dột. Tôi không có ăn học, nhưng mà tôi không bao giờ tin vào những lời tiên đoán gì đó của bọn đồng bóng. Tại sao họ có thể vô tình chà đạp số phận của một con người mà không cần nghĩ đến họ sẽ sống ra sao khi bị gán ghép? Rồi những năm tháng sau đó họ sẽ sống ra sao khi bị rẻ kinh xua đuổi không giống một con người? Anh đang nói anh đó hả? Tôi không có cha mẹ, tôi không biết họ là ai. Tôi chỉ nghe mọi người kể là đã tìm thấy một sinh vật dị dạng giống như một con ốc trôi vào biển sau giông bão. Họ chỉ biết nói là người khi nó dương cặp mắt tội nghiệp lên nhìn đời, rồi nó bị là tiên đoán mụ phù thủy cho rằng chính nó là kẻ đã mang giông bão đến cho làng chài. Thế là họ thả nó vào hang, nhốt lại giống như một kẻ mang tai ương đến cho họ. Không biết làm sao nó có thể lớn lên và sống lê lất cho tới tận bây giờ. Mỗi khi nó đói, nó phải đợi hết người, nó mới dám mò ra lụm cá chết trong túi mà ăn. Cô nghĩ như vậy nó có giống người không? Tôi có nghe chuyện của anh, tôi cũng biết là người dân ở đây họ dặn con cái của họ là phải đóng cửa khi thấy anh lãng vãng ở nơi này. Tôi có nhiều lần lụm được những nắm cơm treo ở trước cửa hang á, có phải là của cô không? Bây giờ tôi cứu cô lại coi như là trả ơn cô hả? Cô cười như vậy là được rồi, cô đừng nghĩ đến cái chết, vì cái chết không làm cho họ thôi nghĩ xấu về mình. Cô phải sống làm sao cho họ họ nghĩ cô không phải là như vậy. Cô phải sống tốt nữa kìa. Tôi cảm ơn anh. Vậy thôi, tôi về đây. Mà anh tên gì? Tôi không có tên. Vậy tôi gọi anh là Ốc nha. Ốc. Thôi, tôi về nha. Em là con cá vàng hồi nãy chị cứu á. Em bị mắc cạn gần nửa ngày rồi. Nếu mà không có chị là em vô tay người khác, lúc đó em là món cá nướng rồi. Em là con cá vàng hả? Dạ. Ông mà chị tên gì vậy? Chị tên là Nghêu. Vậy tên của em là gì? Tên em hả? Chị quên. Em là con cá vàng thì làm sao mà có tên được. Vậy chị đặt tên cho em là cá vàng luôn nha. Ủa, đó là tên em hả? Sao mà dễ thương quá vậy?
em thích lắm á. Nhưng mà tại sao em lại biến thành người được? Em và cha mẹ đang luyện phép để biến thành người, nhưng mà không được lâu. Sau này phép luyện cao hơn, lúc đó em và cha mẹ sẽ được làm người lâu hơn. Nhưng tại sao em lại thích làm người? Cha mẹ em nói làm cá quậy chán lắm, cho nên mới luyện phép biến thành người. Đến thế gian chơi vài ngày những lúc khuây khỏa. Ủa, nhắc đến cha mẹ mới nhớ nha, em trốn cho mẹ đi chơi gần nửa ngày rồi, thế nào cha mẹ cũng nháo nhào tìm em hết á. Thôi em về biển nha. Vậy thôi em đi đi, để cha mẹ em trông đó. Dạ chị. Ủa mà sau này em muốn gặp chị thì ở đâu? Ở đây đi. Dạ. Vậy nếu như mà chị muốn gặp em thì chị phải làm sao? Thì chị cứ gọi cái tên mà chị đặt cho em á, em sẽ trốn cho mẹ lên đây chơi với chị. Thôi em về biển nha. Em đi đi. Dạ. Thế là sau lần gặp gỡ tình cờ đó, mỗi lần đi lên rừng kiếm củi, Nghêu đều mang cơm đến trước hang đá cho ốc, khiến ốc rất vui và cảm kích Nghêu. Dù bị mẹ con nhà Hến ngược đãi, nhưng Nghêu vẫn không một lời than thở, mà cố gắng lo chu toàn hết tất cả mọi việc trong nhà. Những lúc làm xong công việc, Nghêu thường ra biển tìm cá vàng để bầu bạn. Tình cảm giữa Nghêu và ốc cùng với cá vàng càng ngày càng gắn bó và thân thiết. Vậy vì
Người đàn ông đó vừa có một đứa con, giống như là cha mẹ của em có em vậy đó. Mà vui cười, tại sao trong mắt của người đàn ông đó lại có nước? Đó gọi là nước mắt. Nước mắt là sao? Đó là cảm xúc của con người. Khi mà người ta vui, người ta quá hạnh phúc, người ta cũng khóc. Khi người ta buồn, người ta biệt ly, người ta cũng khóc. Vậy chị có khóc bao giờ không? Có. Nước cha chị mất, chị cũng khóc. Khi chị đau khổ tuyệt vọng, chị cũng khóc. Lão à, nếu em làm người em có khóc không? Cái đó tùy vào cảm xúc của em. Ngộ thật nha, con người ấy, nhiều điều thú vị quá à. Hay là chị khóc cho em coi đi. Tự dưng hay không làm sao chị khóc được. Mà ha, phải có cái chuyện gì rung động hay là xúc động mới khóc được đúng không? Đúng rồi. Chị Nghêu, chị có thể dẫn em về nhà chị chơi không? Em muốn biết chị sống ra sao, em thắc mắc lắm á. Nhưng mà em đi vậy, ba mẹ em sẽ lo lắng cho em đó. Không có sao đâu, cha mẹ em đang giữ tiền ở Thủy Cung rồi. Em chơi đến sáng mai cũng được luôn. Vậy mình đi nha. Dạ. Nhà của chị đây nè. À, gì? Chưa lớn xác vậy nè hả? Đi đâu cả buổi trời? Công việc nhà đăng đăng đê đê gì đó, để cái bà già làm hết, bỏ đi chơi đó hả? Dạ, khuya hôm qua con đang lưới xong rồi. Sáng hôm nay con ra biển coi thử có cá gì không, mua về làm cơm. Người ta đặt tiền mua lưới đó, làm cho lẹ đi, giao cho người ta. Không phải làm bao nhiêu đó là ăn hết cả đời đâu. Thằng nào đây? Dạ, là bạn của con. Mày mà cũng có bạn nữa hả? Ê mày, mày lại mày dòm tao lỗ mắt dòm tao vậy hả? Mới nữa là gặp người lớn mới chào hỏi gì vậy? Mày với nó đó, hai đứa mày giống y chang nhau à. Em thưa gì đi. Thưa hả? Con thưa gì? Con thưa gì? Nặng được có ba chữ vậy đó hả? Tụi bay diễn tuồng cũng hay quá. Thôi lẹ lẹ đi, rồi làm đăng lưới kịp giao cho người ta, rồi làm cơm nữa. Không thôi con hết là về không có cơm, nó la làng la sớm á. Đi đi. Dạ dạ. Ủa chị. Hả? Cái người đó là gì của chị hả? Là gì cũng là mẹ. Là sao? Em không hiểu đâu. Mẹ của chị mất, cho nên cha của chị đi lấy vợ mới. Người đó chị gọi là gì? Mà gì của chị kỳ quá à. Không yêu thương gì chị hết, mà cứ chửi chị, xong rồi bắt chị làm việc hoài à. Không sao đâu, chị quen rồi. Sao con người đối xử với nhau kỳ quá vậy? Cứ nặng nhẹ chì chiết nhau, làm con người xấu quá à. Em đừng có nói bậy. Gì mà nghe được, gì lại bỏ mắng đó. Nhà của chị không có vui gì hết á. Người trong nhà mà không yêu thương nhau. Nếu mà con người như vậy, em ta làm cá còn tốt hơn nữa. Chị Nghêu ơi, chị Nghêu, đói bụng quá, nấu cơm xong chưa? Giờ chị mới đang chuẩn bị nấu. Trời đất thánh thần ơi, giờ này lo nhặt cát, nhặt sổ, nhặt đá gì vậy hả? Mà không chịu đi nấu cơm nữa, muốn chết đúng không? Ai đây? Chào chị. Chào cái gì mà chào? Mày là đứa nào? Mau biến mất nha, không thôi hả, tao cho ăn chổi chà bây giờ đó. Không được đâu, thằng bé không thể đi một mình được. Nó làm gì mà điên mình không được? Nó bị lạc, cho nên là ngủ tạm qua đêm, rồi ngày mai chị sẽ tìm nhà cho nó. Dẹp, nó bị lạc thì cái đó là chuyện của nó, liên quan gì tới chị? Cho nó ở lại đây để nuôi cơm nó nữa hả? Làm chuyện thầy lai cũng gì làm. Bất quá thì chị nhường cơm của chị cho nó ăn được mà. Nói thì phải giữ lời đó nha. Ngày mai đem nó về cho cha mẹ nó giùm tôi đi. Nhìn cái mặt chầm chầm khó ưa con nhà người ta hả, nhìn thấy dễ thương. Còn nó hả, nhìn vô là chướng tai gai mắt rồi. Không sao đâu em. Chị Nghêu. Em có chuyện gì muốn nói chị hả? Chị hên kỳ quá à. Chị không phải là người tốt.
chị luôn bắt nạt trẻ con á. Không phải vậy đâu, tại chị hến đói bụng cho nên là giận chị rồi lay luôn cho em á. Có phải ngày nào chị cũng làm việc quần quật từ sáng đến tối luôn đúng không? Xong rồi mấy người đó cứ chửi chị luôn đúng không? Sao em thấy chị không đáp trả lại? Có gì đâu, dì và em gái chỉ chửi thôi, chứ chị mà đáp trả lại thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Thêm dầu vào lửa là sao chị? Là làm cơn nóng giận càng lên cao. Nếu như mà trong gia đình một người nóng giận thì phải có một người làm dịu lại. Nếu như mà cả hai cùng nóng giận thì sẽ làm mất hòa khí trong gia đình. Với lại chị chỉ làm công việc của chị thôi, chị sợ chị làm không xong sẽ thất hứa với người ta. Chị đúng là người tốt bụng mà. Nếu em là con người á, em sẽ làm người y chang chị luôn. Thôi em đi ngủ trước đi, sáng mai chị sẽ đưa em về. Ủa chị không ngủ hả? Chị làm cho xong cái này rồi chị ngủ. Em cứ ngủ trước đi. Nếu mà như vậy á, em ngồi em chơi với chị. Khi nào buồn ngủ thì em đi ngủ. Đẹp quá ông ơi. Đẹp. Ủa mà ông ơi, tôi thấy ở đây có cái gì sai sai á. Thì bà nói sai chỗ nào? Ông thấy không, những người á ở đây họ đâu có mặc đồ giống mình đâu, nhìn nó khác biệt quá. Tôi coi không, mình không có giống người ta đó. À, bây giờ để tôi biến hóa lại cho giống nha. Rồi, chuẩn bị. Cô biết. Thôi. Ông ơi, giống chưa? Bây giờ mới giống nè ông. Thôi nói cho bà nghe, đừng có lo chuyện giống hay không giống nữa. Bây giờ đó, đi tìm tông tích của con mình nè. Không biết nó đi đâu mà hôm qua tới giờ nó không về. Tôi sợ nó gặp bọn người xấu quá bà ơi. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình đi tìm nó đi. Bây giờ mình đi hỏi thăm dân làng đi bà. Dạ. Đi đi cẩn thận nha bà. À đây rồi, cậu. Cậu làm ơn cho tôi hỏi, cậu có gặp thằng bé cỡ này không? Mà da vàng, tóc đen mà cái đuôi nó dãy dãy như vậy nè. Cái gì? Người mà có đuôi hả? Làm gì có người nào quái dị vậy? Không, 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 tôi không gặp. Trời, sao bà tả con mình giống con cá vậy? Trời đất ơi, con của mình là con cá chứ là cái gì nữa ông? Nhưng mà lên trần á, nó biến lại thành người, nó đâu còn là cá nữa. À ha, tôi quên, con mình đâu phải là cá già nữa đâu ông ha. Thôi bây giờ mình đi hỏi thăm tiếp đi bà. Dạ. Kìa kìa, đang có người kìa. À đây đây nè ông. Cẩn thận nghe bà. Ông ơi, tôi thấy con mình chắc không lạc vào cái làng chài này đâu. Vậy thì bây giờ nó đi đâu? Thôi bây giờ mình cứ tìm người hỏi thăm đi bà. Đi đi. Cô, tôi xin lỗi cô, tôi không có ý đâu cô. Cô có sao không? Đau muốn chết chứ sao? Tại vì bà vợ tôi bị mất con. Dạ. Cho nên thần hồn nát thần tính cuốn cuồng vậy đó cô. Xin cô đừng chấp nhất nha cô. Hai người bị mất con hả? Dạ đúng đó cô. Dạ đúng rồi. Còn thằng bé nó thì đi lạc. Không lẽ là con của hai người? Chắc là nó đó. Cô nói sao vậy? Ở nhà tôi đang giữ một thằng bé đi lạc. Vậy chắc là nó đó. Dạ đúng rồi. Chưa chắc. Cô ơi, bây giờ mấy cô làm ơn dẫn vợ chồng tôi về xem thử đi cô. Nghe cô. Nếu như mà đúng là con của hai người thì sao? À, nếu vậy thì tôi xin đa tạ cô. Không phải đa tạ, hậu tạ mới đúng. Ủa là sao cô? Thì tôi có công giữ con giùm hai người. Hai người phải có cái gì đó biếu tôi để hậu tạ công của tôi chứ. À, đây đây, được rồi. Nếu đúng nó là con của tôi
tôi hứa sẽ hậu tạ cho cô. Sẽ hậu tạ cho cô. Nhớ đó nha. Dạ. Ủa mà. Vậy giờ đi. Đi bà. Ủa mà ông, sao con mình nó đi lạc đường mà tại sao lại rơi vào tay con xấu như vậy? Thôi bây giờ kệ mình cứ tới đó à, hay đi lẹ đi bà. Đi. Bà nội mày cái cây chút xíu nữa tao té rồi con. Nó có phải là con của mấy người không? Đúng là nó rồi. À, đúng rồi, con trai của tôi. Dạ. Con. Con. Trời. Con ơi, từ hôm qua con đi đâu làm cha mẹ lo lắng quá trời luôn hả? Con đi theo chị Nghêu về nhà chị, do nơi mới làm cho mẹ lo lắng như vậy. Nè, từ đây về sau á, cha cấm con không cho lên đây chơi nữa. Con biết là con làm cho cha mẹ mất ăn mất ngủ biết không? Thôi bây giờ mình đi về. Ê, đâu có dễ dàng đi với tôi như vậy được chứ. Hôm qua tới giờ nuôi nó, cho nó ngủ, cho nó ăn cũng tốn cơm, tốn gạo vậy. Bây giờ mấy người nói đi là đi làm sao? Hến hả? Hến cái gì mà hến? Im đi, đứng yên với tôi. Nhiều chuyện hả? Rồi giờ sao? Tôi biết rồi cô, tôi biết rồi cô. Dạ đây tôi xin hậu tạ cho cô cái san hô này. Đẹp quá. Bây giờ chúng tôi đi được chưa cô? Cảm ơn hen. Đi đâu đi. Thôi mình đi về. Đi con. Đi. Đi về con. Còn liên tiếp cái gì nữa con? Hả? À, từ đây về sau cha cấm tiệt con, không cho con lên đây chơi nữa. Trần Giang không ai là người tốt hết biết không? Không phải đâu cha, chị Nghe là người tốt. Cha con từ dạ chị nha. Thôi, chiều con một chút đi ông. Ừ. Nè, nhưng một lát thôi nha. Từ dạ nhanh lên rồi còn đi về nữa đó. Cái vậy? Chị Nghe ơi, em phải theo cha mẹ về rồi. Là em không được gặp chị nữa. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em đi về. Nhớ nghe lời cha mẹ nghe. Chị cũng rất là nhớ em. Thôi được rồi con ơi. Nhớ em. Nhanh đi về con, bao nhiêu được rồi. Lẹ đi về con ơi. Thôi em đi. Chị ơi em về nha. Đi con. Mình về đi con. Về con. Đi mà. Về con. Đây là viên ngọc thợ lặn tìm trong con ngọc trai ngàn năm. Tôi mua và đợi ông đến để xem đó. Ông coi đó, nó là viên ngọc quý giá mà không dễ gì tìm thấy đâu. Chỉ có ở miền biển ngọc mới sáng và lấp lánh sắc nét như vậy. Thôi được, tôi ngã giá ông 10 lượng vàng. Sao ông trả thấp vậy? Đó là ngọc quý mà. Thực ra đây không phải là ngọc tôi muốn tìm. Vì hiện nay á, hoàng hậu đang cho người tìm viên ngọc trai dạ quang để làm trâm cài tóc. Nếu mà ông có loại ngọc đó thì thật là vô giá. Dạ thưa ông, có người dân làng chài mang san hô quý đến chào bán. Cứ cho họ vào đây. Dạ. Lâu lâu dân họ cũng tìm được món quý mà đem đến. Có khi cũng có món hời. Chọn nước. Mẹ, người ta tinh thủy mà mẹ nói nước cái gì mà nước. Tao quên, mặt mày ác quá. Trời ơi, mặt mày ác hơn con. Chào ông Thủy, tôi có vật quý giá nè. Ông coi định giá bao nhiêu tôi bán. San hô này cũng đẹp. Ừ. Có thể cho thợ làm mỹ nghệ được. Ừ. Ba trả bà 5 lận bạc, bà muốn bán không? Bán liền. Nhìn cái gì? Biết giá trị gì không mà nhìn. Sợ ơi, tôi thấy viên ngọc đó có gì quý giá đâu mà ông làm gì ông nhìn nó miết vậy. Tôi có một viên y hệt như vậy á, còn đẹp hơn nữa là khác á. Đừng có khoác lác nữa cô bé. Cô biết giá trị viên ngọc này bao nhiêu không? 10 lượng vàng đó. Nếu cô có đưa cho ta sẽ mua cho cô 20 lượng vàng.
Ông nói đó nha, tôi không có khoác lác đâu. Mọi người chờ coi đi. Nè, có thiệt không đó? Thiệt. Thiệt? Vậy mày cất ở đâu? Mẹ từ từ, mẹ rất quá. Đâu? Ở đâu ta? Từ ơi. Ở bên này. Đâu, đâu, đâu? Ở đâu nữa ta? Ê, mày không được nói dốc tao như mày. À, nhớ rồi. Ở đâu? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Mày, mày nói bậy hả? Ai nói bậy, tại mẹ nghĩ bậy. Đây nè. Ây da, ây da, ây da. Đó, coi đi. Nó đẹp quá nè, ông xem con. Ở đâu cô có viên ngọc này vậy? Đây đúng là viên ngọc ta đang tìm. Ngọc dạ quan. Vậy là ông trả cho tôi 20 lượng vàng đúng không? Đúng, ta sẽ giữ đúng lời hứa với cô. Nhưng ta còn cần nhiều hơn nữa. Cô có còn nó nữa không? Con viên à. Ôi, thật là đáng tiếc. Thôi được rồi, ông cho tôi mượn 20 lượng vàng để mua viên ngọc của cô này. Được. Ê nè, viên ngọc ở đâu mà con có vậy? Ở đâu? Còn lâu mới nói cho mày nghe. Mất dạy. Quánh cô. Đây, đủ 20 lượng mà. Dạ. Mẹ này lanh quá, vàng của cô, viên ngọc của cô chứ bộ. Thôi tôi về nha. Từ đây giờ tôi rồi. Đây, mượn bịch vàng cầm chơi coi. Mẹ con nha mà ích kỷ quá. Mượn đi. Nè. Ôi cha, trời ơi. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ giờ ta mới thấy được 20 lượng vàng này. Gì vậy? Mượn cầm chút thôi là làm gì thấy ghê vậy mày? Sai cái gì đó thì sai á. Cái gì sai? Sai thiệt. Sai cái gì? Cái tóc nhìn thấy ớn rồi trời. À, cái tóc này á, hồi trẻ mày vẫn để đó mà. Hôm nay á, mày cải lại cái kiểu này á, để chi? Để qua bên nhà ông chủ á, biết đâu ông thấy mẹ đẹp quá, ông thích mẹ, ông trả giá sang hô cao thì sao? Ai gờ, trả cũng vậy, chán muốn chết luôn vậy đó. Con nhìn con còn ớn nữa, không chị ổng. Hay quá. Ê, nói cho mẹ nghe đi, ở đâu mà con có viên ngọc đó vậy? Thì thằng bé đó. Trời ơi, ai yêu con mà tặng con viên ngọc vậy? Con vô duyên giống mẹ, có ma mà yêu con á. Mày hay quá, tao vô duyên tao đẻ là được mày. Ê, vô duyên á là vậy nhưng mà giống nhau nha, hai mẹ con mình tướng đi không đụng hàng đó. Thôi, nói cho mẹ nghe đi, ở đâu mà con có viên ngọc đó? Thì thằng bé mà chị Nghiêu dắt về đó. Sao? Con không biết nó là tiên Phật hay là yêu quái gì nữa, mà tự nhiên nó khóc cái được viên ngọc đó đó. Cái gì vậy, cái gì khó hiểu vậy, mẹ chưa có hiểu rõ. Thôi, vừa đi vừa kể cho mày nghe, thời gian đâu mà kể ở đây. Ê, trả đây. Tưởng con quên. Dễ gì quên. Trời ơi, Nghiêu, Nghiêu, ngưng. Bỏ hết, bỏ xuống. Đây đây, đây rồi. Gì vậy? Bỏ xuống. Gì? Ừ. Con lại làm gì sai nữa? Không, con không có làm gì sai hết á. Nhưng mà con làm suốt ngày rồi, con phải biết nghỉ chứ. Ủa, người mà, chứ đâu phải thú đâu mà biết mệt, thấy không con? Dạ, thôi để con làm cho xong, rồi còn giao hàng cho người ta nữa. Không xong cũng không có sao hết. Ngày hôm nay không làm kịp á, thì ngày mai giao. Ngày mai giao không được á, thì ngày mốt giao. Còn mốt không giao được bỏ luôn, không làm, nghe. Mẹ nói đúng rồi đó chị. Chị uống nước nha. Ừ, rất em rất chị nước uống. Cho chị uống nè. Trời ơi, em thương chị lắm luôn á. Ôi coi kìa, mồ hôi mồ kê. Mấy cái giọt mồ hôi quỷ này nè, làm chị của tao nóng nực hà, bực bội. Chị uống nước đi chị. Chị uống nước đi. Con thấy không? Dạ. Con thấy em thương con ghê không? Đó, nó rót nước cho con chứ đâu thèm rót nước cho gì. Nhưng mà không sao, không sao. Đó, ta nói gì cũng vậy nữa. Thỉnh thoảng thì tính nóng la vậy thôi. Cái thật sự thương lắm, thương con lắm. Không tin nó hỏi con hến coi. Ta nói đêm nào nằm cũng vậy á. Cái xong cái gì mới tâm sự nó. Nè, phải bắt chước chị Nghiêu nghe chưa? Phải siêng năng giỏi giắng cho chị Nghiêu nghe chưa? Không tin hỏi nó coi. Dạ, 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 đúng rồi đó. À. Em với mẹ là thương chị nhất trên đời luôn á. Nè, mẹ có mua cho chị mấy sắp giải nè. Chị thấy không? Đẹp chưa? Ừ, đó, coi có thích không? Còn nếu không thích á, mai đi đổi màu khác liền cho con. Mà cái này không phải của mẹ không đâu nha. Mẹ mua cho chị màu tím, em mua cho chị cái này nè. Mà em biết ngay á là chị sẽ thích cái của em mua hơn.
Ồ, cái này mà chị mặc lên á là đẹp như tiên nhắn trần luôn á. Ủa sao khóc con? Vì sao con khóc? Con cảm động lắm. Được gì và em thương như vậy, con rất là hạnh phúc. Thương lắm, mẹ thương con lắm. Ta nói cha chết rồi á, bây giờ là mất hẳn trụ cột. Nhà chỉ có ba mẹ con thôi à. Phải đùm bọc thương yêu lẫn nhau chứ. Kể từ ngày mai đó, không có đan lưới nữa nghe chưa? Nghỉ đi. Rồi á, hến dẫn chị ra ngoài chợ huyện. Chị thích cái gì thì mua cho chị, nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn dì. Ừ, nè, với lại á, trưa nay con đừng có nấu cơm nha. Ai nấu mẹ? Mày nấu, bộ mày biết nấu hả? Dạ thôi, cứ để con nấu đi dì. Vậy đi. Cái gì? Không có. Em sẽ phụ chị, vậy mới là chị em tốt của nhau chứ nha chị. Đó, thấy em cũng thương con ghê chưa. À, quên nữa, lâu rồi á, sao mẹ không thấy cái thằng bé gì á mà nó tới nhà mình chơi đó con. Ủa mà nó từ đâu chui ra vậy? Dì nói là cậu bé cá vàng á hả? Đúng rồi, nó đó. Hình như là nó không phải là người phàm, đúng không con? Dạ. Vậy chứ nó là tiên Phật hay là yêu quái? Chị có gì giấu em với mẹ đúng không? Chị nói nhanh đi. Dạ, chẳng giấu gì gì. Cậu bé cá vàng là hiện thân của con cá vàng ở ngoài biển. Một hôm cá vàng bị mất cạn, cho nên là con mới cứu cá vàng. Và đó là hiện thân của một cậu bé. Cho nên mỗi lần ra biển, con gọi cá vàng lên để làm bạn cho vui. Con biết ngay mà, nghi lắm. Nó đâu phải là con cá bình thường đâu. Nếu như nó là con cá bình thường á hả, thì làm sao nó có thể khóc ra ngọc trai được. Em nói vậy là sao? Thôi, mày tài lanh quá, mày tài lanh lắm. Thôi đừng để ý nó, trời nó điên khùng mà muốn nói gì nó bỏ qua đi con. Ấy là con kêu cậu bé cá vàng lại nhà mình chơi đi được không? Kêu đi chị, em cũng nhớ. Dạ, lâu lắm rồi. Từ lúc chia tay, con không gặp cá vàng nữa. Với lại cha mẹ cá vàng cấm tiệc cá vàng không được lên đây chơi nữa. Trời, sao lấy được ngọc trai trời? Mày im đi, tài lanh quá à. Gì không biết. Con kêu cá vàng lên đây bằng cách nào? Thôi không cần nha. Bằng mọi cách phải kêu nó về đây. Làm như thế nào thì tùy con. Đúng rồi đó. Chị kêu nãy giờ mà con cá nó chưa có lên nữa. Sao mày hỏi tao? Mày ra ngoài biển mày lặn xuống á, mày hỏi á. Mày này láng xẹt, con mà lặn được là con lặn rồi. Bả mà không kêu được con cá lên làm sao mà có ngọc trai đây? Một viên á là 20 lượng. 10 viên là 200 lượng. 100 viên, 1000 viên. Thôi bỏ. Mày nằm mơ giữa ban ngày hả? Bây giờ nửa viên không có nữa kìa. Còn quỷ nhiều thiệt tình á. Thôi. Ê, đâu vậy? Xuống kêu nó. Mà con cá vàng nó gặp bắn mặt mày nó ghét thế phụ nổi rồi. Ở đó mày kêu nó trồi đầu lên. Nghiêu này làm được chết không xong nữa. Cá vàng ơi, em có thể lên đây gặp chị được không? Chị nhớ em lắm. Thực ra cá vàng nghe được tiếng kêu của Nghiêu, nhưng vì bị cha mẹ nhốt trong hang nên không lên được. Nghiêu kêu suốt buổi chiều không thấy, đành lủi thủi quay về. Cái đồ vô thích sự à. Có gì đó mà làm không xong. Dì ơi, dì tha cho con. Con cũng kiếm cá vàng nhưng mà không có gặp. Đúng là cái đồ vô thích sự. Nhờ cậy có chút xíu cũng không được nữa. Rồi bây giờ ngồi nó khóc hả mày? Mày đi đan lưới để kịp giao cho người ta nha. Bữa nay mày làm không kịp hả? Tao bỏ nói mày luôn á. Tôi chết thì được rồi. Đi nhanh. Trời, em không nổi xứ sở gì đâu không biết.
quá. Làm ơn cho tôi hỏi thăm, cô gái mới đi ngang qua đây mà cầm lưới đó là con cái nhà ai mà xinh tươi hiền dịu quá vậy? Đứa nào? Cái cô gái mà cầm lưới đi qua mới gật đầu chào cô đó. À, đó là con Nghêu, nhà nó trên Bãi Dâu á. Đó là con chị, còn con em tên là Hến. Cô cứ đi hết cái bãi biển tới rậm cây là nhà của nó. À, cảm ơn cô nha. Người đàn bà quá khổ nanh nọc ở vùng biển đó. À, bà có chắc là nó còn có gái trên nguyên không? Ông cứ yên tâm đi, tôi đã dò hỏi kỹ rồi, chắc chắn nết na hiền diệu. Nhưng mà chắc gì nó kẹo. Nó là con riêng của chồng mụ ta, cho nên nó lúc nào mụ ta cũng tống khứ nó ra khỏi nhà cho khuất mắt. Người chỉ cần đến với đầy đủ lễ vật trên tay chắc chắn sẽ dụ được. Cũng phải nhờ cái tài ăn nói của bà đó chứ. Ông cứ để tôi, mọi chuyện tôi lo liệu. Chỉ cần á có được cô dâu về với ông là được rồi chứ gì. Ông đây là thương gia ở thị trấn, rồi xuống đây chơi gặp phải con Nghiêu nhà tôi, cái là cái đùng tiếng sét ai từng giáng đúng xuống, phải không? À dạ, chẳng qua chắc là do duyên nợ cho nên khiến ổng hả lạc căn tới đây. Ông du sơn thủ ngoạn, khi gặp con gái của bà thì ổng hồn siêu phách lạc. Nói ra bà đừng có cười nghe. Dạ. Thật ra đêm nào ông cũng nằm mơ hết á, gặp người trong mộng nhưng chưa có được gặp. Cho nên mặc dù tuổi đã lớn rồi nhưng ông quyết tâm chờ bằng được gặp người Ngọc. Cho nên bây giờ ông vẫn chưa lập gia đình. Cũng may á là con của bà đây á trạc người trong mộng của ổng, cho nên ổng sai khiến tôi phải đến đây cậy nhờ bà. Nếu mà bà đồng ý á hả, tôi sẽ đem xính lễ tới ngay mà dạm hỏi. Ồ, dạ. Con Nghiêu nhà tôi á coi như là phước đức ba đời đây á mới được ông thương gia để ý tới. Với lại nói nào ngay, con gái tôi là tới tuổi cập kê rồi, tôi cũng đang dự định là coi ai được để cho nó về làm vợ. Dạ. Ôi dạ, cha chẳng hay ông thương gia đây được bao nhiêu tuổi ạ? Lục tuần. Hả? Lục tuần? Nhưng mà nhìn ổng còn trẻ trung mà khỏe mạnh lắm. Dạ không, ý tôi nói là tuổi tác không thành vấn đề, nhưng mà sao không thấy ông thương gia đến đây để mà coi như là chạm mặt cái gia đình vậy? Có đi được đâu mà tới. Dạ sao vậy? Ý của tôi á, căn cơ năm nay thầy có phán là không được đám cưới đám hỏi gì hết, nó nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà gặp con gái của bà rồi á thì ổng bị bệnh tương tư, rồi ổng ăn không ngon, ổng ngủ không yên, cho nên ổng quyết định á phải rước con mà về cho bằng được.
thôi bà cũng chăm trước nghe, bỏ qua đi, chỉ để tới ngày đám cho ông xuất đầu lộ diện nha. À, trời đất ơi, tôi nói rồi tôi không khó khăn gì hết á. Dạ con gái tôi gặp ổng là phước lắm rồi. À, chỉ cần là xính lễ đầy đủ là coi như cứ lựa ngày lành tháng tốt mà rước dâu à. À mà xính lễ thì nói nào ngay, tôi cũng không đòi hỏi gì cao đâu. Bà cứ về bẩm báo lại với ông á, là tôi chỉ cần coi là 20 lượng bạc, với lại 10 lượng vàng ròng, 4 mâm vải, 5 con heo, 6 con gà, cộng với 1 cặp trâu, vậy thôi à. Ôi, tưởng gì, chứ dù xính lễ bà khỏi lo, ông của tôi á không hề tiếc của, miễn sao á tôi rước được con gái của bà về làm vợ cho ổng là được rồi. Ồ, dạ thì à. Vậy mình dự định là khi nào thì đem xính lễ tới à? Độ 3 hôm nữa tôi sẽ đem xính lễ đầy đủ tới luôn. 3 hôm nữa? Ồ, để tôi kêu con gái tôi ra nha. Nghêu à? Nghêu. Dạ. Ra đây mà kêu nè. Dạ, chị gọi con. Nó đó. Đẹp ha. Wow. À, con à, đây là bà Mai. Số là con thương gia họ Vĩnh tên Biệt. Hả? Bà nói gì vậy? Vĩnh Biệt chứ không phải là Vĩnh Biệt. Tôi quên. Vĩnh Biệt. Đó, ông ấy để ý tới con và nhờ bà đây là dạm hỏi để rước con về làm vợ của ông ta. Mẹ cũng đã quyết rồi. Con là lo thu xếp đi. Rồi khi nào người ta đem tới xính lễ thì về làm vợ nhà người ta coi chưa. Dì, ừ? Con có biết mặt ai đâu mà gả. Đâu cần gì đâu con, mẹ quyết là được rồi mà. Nè, bà nè, cứ vậy mà tiến hành tới nghe. Dì, ừ? Con có biết mặt ai đâu mà gả. Đâu cần gì đâu con, mẹ quyết là được rồi mà. Nè, bà nè, cứ vậy mà tiến hành tới nghe. Rồi, ừ. Thôi, tôi cảm ơn bà nha. Dạ. Tôi xin phép tôi đi về. Dạ. Nhớ nha con gái. Để chào à. Ôi mẹ. Ừ. Mới có gặp thôi mà đã nhiều như vậy rồi. Mai mốt cưới hả? Không biết người ta sẽ cho hậu hĩnh như thế nào mẹ ha. Ừ. Kêu à, mấy cái lễ vật này thì con để lại cho em nó dùng. Mai mốt á, con qua làm vợ người ta, người ta cho con tiền á, tha hồ là con mua sắm chân diện nghe không? Mẹ nói đúng rồi đó. Dì. Ừ? Sao dì lại quyết định gấp vậy dì? Ủa đâu có gấp đâu. Chứ chẳng lẽ bây giờ để con ở nhà làm mắm hả? Con đã tới tuổi cập kê rồi. Mà con nhìn lại con đi. Từ làng trên đến làng dưới, ta nói không có trai làng nào dám cưới con á. Họ gặp con họ chạy giống như con là con hủi vậy. Bây giờ có thương gia chịu hỏi cưới con là mừng muốn chết rồi à. Đừng có đòi hỏi cao nha. Nè, mà có cưới là cưới cho lẹ. Chứ để mà cưới chậm á, nơi mơi mà ổng mà xuống đây nghe, rồi ổng nghe trai làng họ đồn về mày á hả, lúc đó ổng bỏ của ổng chạy lấy bạn đó. Chuẩn bị mà thu xếp đi, không có lấy nhiều. Nè, bà không lấy tôi lấy nha. Ừ. Đây là năm cơm cuối cùng tôi mang cho anh. Sau này tôi sẽ không đến đây được nữa. Tôi phải theo chồng về thị trấn rồi. Nước. Chị sẽ nhớ em lắm.
chị sẽ phải lấy chồng ở thị trấn xa xôi, chắc là không có cơ hội để quay về đây. Trước khi đi, chị ao ước được gặp em một lần, nhưng mà không có cơ hội rồi. Chị sẽ luôn nhớ đến cái vàng của chị. Mọi người đợi một chút à, cô dâu sẽ ra liền, đang sửa soạn ở trong phòng đó. Mẹ ơi, ơi. Mẹ, mẹ. Ra, mẹ ra. Ơi. Ơi. Mẹ. Mẹ, gì? Chị Nghiêu chỉ ra mất tiêu rồi, không thấy gì trong phòng, mà ngoài giường cũng có luôn. Tìm hết chưa? Cũng tìm hết rồi. Làng sớm. Hết luôn rồi. Ủa, đi đâu ta? Đi trốn. Đi ra ngoài biển tìm, đi ra ngoài biển. Sao rồi bà? Con Nghiêu nó trốn rồi đúng không? Bây giờ đâu có đâu. À, con Nghiêu nó mắc cỡ quá, nó chơi cái trò trốn tìm, chứ nó có ăn căng trời nó cũng không dám đâu. Tôi không cần biết, lễ vật nó đem đến đây phải rước được cô dâu. Nếu mà không có cô dâu, bà mới đền gấp đôi thính lợi. Anh Hóc, tại sao anh lại bắt tôi? Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi không muốn Nghiêu đi lấy chồng. Nhưng mà anh cũng không nên hành động lỗ mãng như vậy chứ. Nhưng tôi không muốn xa Nghiêu. Tôi đưa Nghiêu về đây á là đợi tới sáng hôm sau coi như là mọi việc đã xong. Họ đến nhà rước Nghiêu, không có Nghiêu ở nhà thì tự động họ sẽ đi về. Vậy chứ tối hôm qua anh ở đâu? Tôi ngủ ở ngoài hang. Nhưng mà mọi việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Nếu như mà tôi không lấy chồng theo ý của dì tôi thì mọi chuyện sẽ rất là khó lường. Bây giờ tất cả mọi người đang tìm kiếm tôi. Nếu như mà họ thấy tôi với anh ở chung với nhau thì mọi việc rất là tệ. Tôi sẽ bị kết tội, còn anh sẽ bị giả lây đó. Tôi không sợ. Điều tôi sợ nhất là không còn được gặp Nghiêu nữa. Tôi biết là tôi hồ đồ, nhưng mà nghĩ cảnh Nghiêu đi lấy chồng lòng tôi đau như cắt. Tôi tự hỏi lòng mình và tôi đã biết. Anh ấm. Tôi biết là tôi không có xứng đáng với Nghiêu, nhưng mà tôi không thể nào sống xa Nghiêu được. Tôi không thể nào dằn lòng mình mãi được. Nghiêu có hiểu được không? Có hiểu được lòng của tôi không? Tôi hiểu. Nhưng mà anh làm như vậy, tôi sẽ rất khó sống với dì của tôi. Thật ra thì từ lâu rồi, trong lòng của tôi gieo giống một tình cảm rất là lạ. Nhất là mỗi khi đem cơm vào rừng cho anh. Tôi mong được gặp anh, được trò chuyện với anh. Mỗi lần như vậy về nhà tôi thấy vui lắm. Nó đi đèo giấc ngủ của tôi với biết bao là mơ ước.
Nhưng mà khi tỉnh dậy thì mọi thứ không như mình nghĩ. Tôi và anh, hai số phận đã an bài, mỗi người một hoàn cảnh. Cho dù có phép tiên đến giúp hai chúng ta thì không thể được. Anh biết mà đúng không? Anh Ốc, anh đưa tôi về nhà đi. Nếu không thể nào về đó được đâu. Nếu về đó họ chỉ giết Nếu chết. Không sao đâu, tôi quen rồi. Anh đưa tôi về đi. Anh đưa tôi về một đoạn đường. Về tới đầu làng rồi, tôi tự đi được. Anh đi đi. Nếu về đi. Dạ tôi đi nha. Trời ơi mẹ ơi, làm đủ mọi cách rồi mà con với mẹ khóc không à, còn nói tỉnh bơ à. Trời, sao giờ mẹ? Trời ơi là trời. Trời ơi, sát hành vô mắt cũng không khóc. Rồi trà vô mắt mà mày cũng không khóc nữa là sao hả? Rồi mày đâu rồi? Bây giờ làm sao đây? Con có cách rồi, để đó cho con đi. Cách gì? Ngắt nó. Mày giết tao nè. Trời ơi, cho mày tỉnh mơ gì? Mày ngu quá à. Mày ngắt mấy cái chỗ đó làm sao nữa đâu. Ngắt á, phải lượt bắp dưới non ngắt mới đau. Mẹ làm nó cũng có khóc. Là sao khóc mày? Mẹ con, chết lên mày. Làm gì hả? Thọt lén nó. Mày điên hả? Mày thọt lén nó cười chứ sao nó khóc? Con biết rồi, kể chuyện buồn cho nó nghe. Ngày xưa gì vậy mẹ? Mày kể chuyện buồn, mày kể chuyện cười vậy? Mày điên hả? Kể vậy làm sao mà nó khóc được mấy nữa? Trời ơi, cái thằng này thiệt tình à. Đây, mày lỡ mắt mày gần tao hả mày? Tao đánh mày nghe chưa? Tao đánh mày phải không nghe chưa? Mày nghe chưa? Mày có nóng không? Mày kiểu giác sát mày về đây rồi hả? Mày trốn ở đâu hả? Trốn bùa ở đâu? Mà mày để cho người ta hả? Người ta mắng vốn tao hả? Người ta đòi bồi thường, tiền ở đâu tao bồi thường hả? Mày tao chỉ sợ sống lặt lì lặt lội mất công nó báo tao. Hôm nay tao cho nó chết luôn mà. Nó có chết mà Trời. Mẹ ơi, ngọc trai mẹ ơi. Ngọc trai.
đánh cho chết luôn đi mẹ. Đập đập quánh lửa, quánh lửa, quánh lửa nè. Mẹ đánh cho bà chết luôn. Lâm à, Lâm à, Lâm à, Lâm à, Lâm à, Lâm à, mẹ đếm giùm con đi, con đếm không được nữa. Để mẹ, để mẹ. 20 lượng, 40 lượng, 60 lượng, 80 lượng, 100 lượng. Không, nó đẹp dữ. 100, 104, 106, 108, 200. Ôi, Ngọc Trai ơi là Ngọc Trai. Em khát nước quá, đi cho em ra biển đi. Em ráng lên đi, chị sẽ tìm cách đưa em ra biển. Ê, cách nào mày? Dễ tìm cách lắm hả? Bây giờ mẹ con tao nghỉ mợ xong rồi, tiếp tục đánh mày ha, để cho nó ối Ngọc Trai ra. Hết. Dạ. Trả hiếu cho mẹ đi. Mẹ dạ. Mệt rồi, qua đánh nó. Dì ơi, làm ơn đưa cái vàng ra biển đi dì. Nếu không cái vàng sẽ chết mất đó. Dì ơi, sao? Dì làm ơn. Mày nói sao, thả nó về biển hả? Trời ơi, tao đâu có ngu. Thả nó về biển là nó trốn tao sao? Hết. Đánh dạ. Nó đi. Coi tao dạ. Trả hiếu cho mẹ tao nè. Sao vậy? Hả? Hết? Nhiêu? Tại sao nó biến thành con cá vàng? Hả? Tại sao vậy? Tại sao mình không khóc ra Ngọc Trai mà biến thành con cá vàng? Tức quá! Hết? Bắt con cá vàng làm thịt tao cho mày ăn! Để lên! Tao ăn thịt đó! Đi! Dì ơi! Dì ơi! Cá vàng! Cá vàng! Chị mẹ. Bậy bậy, để mẹ. Nè, mẹ nói cho con biết nha. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ hả, mẹ chưa bao giờ ăn thịt cá vàng. Chắc ăn được thịt cá vàng này mẹ sẽ cải lão hoàn đồng thì sao? Mẹ già rồi, cải lão hoàn đồng cái gì nữa. Để con ăn. Ừ, vậy thì hai mẹ con mình cùng ăn. Cá cái chút ép nói. Ngon nó mới no đó mẹ. Ê, Nghiêu. Đây là xương con cá vàng. Thịt con cá vàng mẹ con ta ăn hết rồi. Chừa cho mày phần xương đó, ăn đi. Đây. Ủa mẹ. Gì? Không cởi chói cho bà làm sao bà ăn? À quên ha. Ủa mà cởi thì chi? Xương cá mà sao nó ăn được? Ăn cái mắc nghẹn chết hả? Đây. Cá vàng. Chị đã hại chết em rồi. Nếu như chị không than khóc, em đâu có lên đây để bị hành hạ như vậy. Chị có lỗi với em. Đúng gặp anh khỏi đây. Đừng khó. Họ chỉ giết nhiều quá. Đừng cầm họ đi thôi. Xương cá. Phải cầm xương cá. Thank you.
biển cả theo đúng ước nguyện của em. Em hãy yên nghỉ nha. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy cô? Cá vàng chết rồi ông bà ơi. Hả? Tại sao nó chết? Rồi bây giờ nó ở đâu? Dạ, con chôn cá vàng ở đây. Trời ơi, tại sao con ta lại chết? Ai đã hãm hại con ta? Con ơi, tại sao con không nghe lời cha mẹ? Con lên đây làm chi để người ta hại chết con nè? Cá vàng bây giờ chỉ còn lại bộ xương thôi. Hả? Con xin lỗi. Con... tại con mà cá vàng mới lên nông nỗi này. À, lúc nãy cô nói là cô chôn bộ xương ở đây hả? Dạ. Chị vậy mau đầu lên, mau đầu lên, mau đầu lên. Đầu lên, đầu lên. Cảm ơn cô đã giữ lại bộ xương. Cá vàng được cứu rồi. Ông bà nói vậy là sao? Cảm ơn cô đã giữ lại bộ xương của cá vàng. Chỉ cần lấy san hô giả nát đắp lên bộ xương này, sau 3 ngày cá vàng sẽ sống lại thôi mà. Như vậy thì tốt quá. Bây giờ đó không thể chậm trễ, chúng tôi phải về thủy cung để cứu mạng con tôi. Thôi xin phép, xin phép hai người. Xin phép hai người. Cảm ơn hai người. Dạ. Xin cảm ơn. Được sống rồi. Ui da, ui da, đau bụng quá. Ui da, sao đau quá. À, ui, sao đau bụng quá. Ây cha, ui cha, ui cha, ui cha, ui cha, sao đau bụng quá. Ui, à, ui, ui, sao đau dữ vậy nè. Đau bụng mẹ ơi. Mẹ ơi, đau đây nè. Ủa bà, tao nhớ làm sao ơi, đau quá. Tao nhớ hồi sáng tới giờ mẹ con mình có ăn cái gì ngoài cái con cá vàng đâu. Chẳng lẽ thịt con cá vàng nó độc dữ vậy sao nè trời. Con ăn nhiều hơn mẹ nên con đau nhiều vậy nè. Sao mẹ làm cái gì vậy? Sao mày tanh mùi cá quá. Vì tham lam độc ác, hai mẹ con Hến đã bị trừng phạt. Toàn thân ghẻ lở và bốc mùi tanh của cá. Đi đến đâu, dân làng cũng khinh rẻ xua đuổi. Xấu hổ quá, hai mẹ con đành trốn vào rừng sâu, trốn chui trốn nhủi cho đến chết. Còn Nghêu sau này cùng với Ốc về sống chung một nhà. Em mệt rồi, em uống nước đi. Thôi em đợi anh giở tay, anh uống đi. Uống đi mà. Anh sẽ tự nấu. Đó là việc của em, sao để anh nấu được? Có sao đâu. Sau những ngày đi biển, anh ở nhà rảnh thì anh phụ được em cái gì anh phụ. Vì mình là vợ chồng mà. Xích lại đây. Thiệt
tưởng là kêu lại thơm một cái chứ. Đừng có mơ. Đó. Chị Ngao, anh Âu. Ủa, cái vàng. Cái vàng. Đây, anh Bến nè. Bến Dương nha. Cái vàng. Sao em tới được đây? Em xin cho mẹ lên đây chơi với anh chị. Em nhớ chị Nga của em lắm. Chị cũng nhớ em lắm. Sao em lại khóc? Một lúc gặp chị, em đã biết khóc rồi. Em khóc bởi vì em sợ xa chị. Em khóc để thấy chị hạnh phúc. Em được biết chị biết anh. Em gặp tới rất là may mắn. Tình bạn của em đối với anh chị. Em chúc anh chị hạnh phúc.